Feng xin chào toàn thể quý khán giả. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Feng. Ngày hôm nay thì Feng đang ở thôn Pó Pèng. Ở đây có một hoàn cảnh cũng rất là đặc biệt, cũng rất là khó khăn. Đó là nhà này thì có 5 người con nhỏ. Bố thì mất sớm, chỉ còn mẹ thôi. Mà mẹ thì lại là người mà bây giờ phải đi làm thuê để nuôi các con nhỏ. Các con nhỏ thì đều phải để ở nhà. Anh ơi, em có ít một cái thùng mì anh cầm hộ em với. Được. Anh tên là gì nhỉ? Khé. Anh Khé là trưởng thôn của cái thôn Pó Pèng này nhỉ? Được. Vâng. Anh giúp em tí, em cầm cái máy quay. Đây là anh trưởng thôn của thôn này. Đấy. Bây giờ thực hư như thế nào thì phải đi vào thì anh ấy cũng sẽ nói cho mình, cho phe em biết. Ở đằng sau anh ạ. Anh mở đi. Được, anh mở đi. Đây, đúng chỗ này. Có nên trên quán này chẳng còn gì cả, còn một ít bánh kẹo với cả thùng mì tôm anh ạ. Anh đi trước đi. Nhà mấy bé này thì ở gần đường các bác ạ. Đâu, nhà của con có bao nhiêu người thì về hết dưới nhà đi. Các em đâu, đi về dưới nhà hết đi. Anh, xuống đây anh. Đây là cái nhà của các em ý. Cũng mục lát hết rồi. Nhà tạm bằng vách lứa này. Ôi dồi ôi. Rồi, bát đũa đây à. Anh, đây là nhà của Mua Thị Giàng ạ. À? Vâng. Đấy, báo cáo với các bác, đây là anh trưởng thôn này. Đấy. Thì nhà này là hoàn cảnh là như thế nào anh? Là cũng rất là khó khăn. Chủ hộ là ông Thảo Minh Phứ, thì ông đã mất từ năm 2017 rồi. 2017 à? Vâng. Cũng được. Bị ốm chết thì bây giờ còn lại các con với lại mẹ để đi làm thuê. Mẹ đi làm thuê để lấy tiền về để nuôi các con. Vâng. Bố là mất được 5 năm rồi nhỉ? Vâng. Đây là có 1, 2, 3, 4. Đâu một em nữa? Còn một thằng nó đi làm rồi, đi cắt cỏ. Một người đã đi cắt cỏ à? Vâng. Đi làm. Mẹ đi làm thì bao nhiêu lâu thì mẹ mới về con? Không biết. Không biết à? Thế là... Hả? Hà Giang à? Thế con là người lớn nhất chưa? À. Đứa cả tối vẫn về đây chứ? Vẫn về. Anh cả bao nhiêu tuổi? 17 tuổi. Con bao nhiêu tuổi? 13 tuổi. 17 này, 13 là thứ hai này. Thế còn em này? Con này được 10 tuổi. 10 tuổi này. Bạn này? Cái này là đâu, em này trốn ra đây, cho chú bảo nhá, anh ra đây. Đi ra đây, bé nhất đây à? Có đứa gái đi lấy chồng rồi. Hả? Có một đứa nữa? Một đứa chị gái đi lấy chồng rồi. Thế thì đâu phải 5 người, 6 người? 6 người. Ôi, 6 người. Ôi dồi. Khổ, qua mất tôi này. Thế là con ở nhà, anh là đi cắt cỏ từ sáng à? Cắt cỏ cho trâu, cho bò à? Thế nhà có trâu bò không? À, nuôi cho người ta à? À thế à? Nhà thế là chắc là chị này thì phải nấu cơm buổi sáng cho các em chứ. Thế còn các em có được đi học không? Còn được đi học không? Vẫn được đi học bình thường.
À thế thì tốt quá nhỉ. Em này học dưới xã này. Ba bốn em này vẫn đi học. Ai cắt tóc cho các em mà nhìn chọc lóc này hả? À, anh à? Ôi giời ơi, sao cắt chọc lóc này? Không, nó có con trái. Hả? Có con trái thì... À có con chấy à? Ừ, sao là cắt đi cho nó đây. Nhà cửa ấy hết rồi này. Anh ơi, em có chú có thùng mì tôm. À, chú đến chú không biết, không chuẩn bị trước được, bởi vì đến đây thì các bạn ở bên kia thì mới bảo chú, thì chú mới đến để quay chia sẻ để xem mà các bác có giúp gì cho gia đình con không. Con cầm lấy này. Cầm đi, cảm ơn. À, con cảm ơn. Đây còn một túi bánh kẹo nhỏ nhỏ nữa cho bọn trẻ nha, cho các em nhá. Ờ, đây sáng ăn có gì không? Đấy, chú xem nhá. À đây à. Cơm. Không có bát đũa gì à? Ăn thẳng như này à? Hả? Có gì ăn không? Đây. Ai dù. Rau bí à? Ờ. Các em nhỏ ở vùng cao nữa. Nên là khó khăn lắm các bác ạ. Đây khu bếp này. Rách lát hết rồi. Nhà không có gì luôn. Đây cái gì đây? Hai tùm gì đây? Nhà người ta thì đầy thịt treo, nhà mình không có gì nhỉ. Ồ, rách lát hết rồi. Thế là tối 5 anh em ngủ ở đây à? 5 anh em. Bên này nữa có ngủ được không? Hả? 2 anh em ngủ trên gác à? Đâu? Có rơi lần nào chưa? Có rơi lần nào? Chú xem được không? Trên gác xem. Chú xem nhá. À, chú xem nhá, cái nhà con nhá. Ồ, nó nhìn đầu có cháy các bác ạ, nên là phải cắt. Đây, nhà từ trong nhà nhìn ra ngoài trời được. Không tốn tiền điện năng lượng. Úi giời ơi, đây á, tối ngủ đây á. Này rơi ấy. Này không rơi thì cũng chết lạnh các bác nhìn này. Ngủ trên này này. Hai mấy con trai ngủ trên này, còn mấy em gái ngủ dưới kia sao? Bảo có hai người ngủ đây. Nhà có ít ngô bé bé này, ngô con. Thế là mẹ đi làm thì không biết bao giờ mẹ mới về à? Ờ. Thôi chú đi đây nhá. À, đến thăm nhà con tí. Chú không biết mua gì cả, ở trên quán này chỉ có mấy gói mì tôm thôi. Ừ. Chú cho mấy các con một ít tiền nhá. Hả? Sao không đấy? Làm sao? Không sao à? Chú cho các em để mua hôm nay mua thịt về ăn nhá, mua thịt mua cá. Con cầm lấy. Con cầm lấy đi. Ờ, ngoan quá. Thôi, hoàn cảnh vất vả, bố mất sớm, nhà có các em nhỏ nữa. Mình là con gái lớn nhất đúng không? Thì phải chăm các em nhỏ nhá. Ờ, chú chia sẻ, quay cho các bác xem biết là hoàn cảnh của nhà con như này. Đấy, các bác mà thương giúp thì chú lại đến tiếp nhá. Chú cũng mong là đến. Trời lạnh này sao mồ hôi mồ kê nhễ nhại ở đây. Hả? Ờ. Con cảm ơn chú. Ừ. Nha. Chú đi nhá. Ừ. Chào chú chưa? Chào chú đi. Ờ. Ờ. Thế là tối là ai ngủ ở trên kia với cả anh lớn? Ờ, còn đâu hai chị em với cả em nhỏ là ngủ ở cái giường này đúng không? Ừ. Nhà này mẹ đi làm để lấy tiền mưu sinh bươn trải nuôi các con nhỏ. Đi ở dưới kia cũng không có công việc ổn định. Đi làm cứ đi làm, ai thuê đâu làm đấy. Đấy, cũng không có ngày đi ngày về, cũng chẳng rõ ràng được. Wow.
chỗ này không ngủ được à? Không ngủ được á? À? Thế bây giờ con định, con vừa định đi đâu em? Đi làm gì? Đi củi. Đi đâu? Đi cắt củi. Đi lấy củi về để nấu cơm đây à? Hết củi rồi à? Ồ, anh lớn thì đi chăn trâu lấy cỏ thuê cho người ta. Còn đâu em này thì lo việc cơm nước mới là đi lấy cỏ. Còn đâu em này nấu được gì chưa? Làm được gì không? Làm được gì? Nấu cơm à? Thế còn em này? Chưa biết làm gì à? Đây biết làm gì chưa? Cũng chưa biết làm gì luôn nhỉ? Đi bốc đất thôi. Bẩn quá à, quần áo. Dép đâu? Không có dép á? À? Ui dồi. Thế không có dép à? Thế đi trên đất suốt ngày như này á? À? Thế tối lại chạy lên giường à? Đi rửa chân xong mới ngủ. Đi rửa chân xong mới ngủ à? Ồ, thế này thì... Cái này dọn sạch vào luôn. Ồ, nha. Con lại phải dọn sạch sẽ vào. Bao nhiêu tiền một đôi dép tủ ong? 15.000 một đôi à? Dép này cũng rách rồi. Thế thì chú cho thêm tiền mua dép nhá. Không, cầm lấy. Đây là tiền chú cho để mua dép. Đi mua dép để cho các em đi nhá. Ừ. Đây, đi không có dép mà đi này, trên đất. Nhá, mua dép cho hai em nhá. Xong là hôm nay mua một bữa thịt về cho mấy anh em ăn cơm nhá. Nên trên này mua nhá. Ờ, chẳng có bố mẹ, à bố không có mẹ không ở nhà. Nên là cứ mấy chị em bảo chăm nhau thôi. Thôi chú đi về đây. Cố gắng nhá. Ờ. Đi dọn sạch nhà mà thưa. Bẩn quá, đây này. Nhà này vất vả quá anh nhỉ. Ừ. Đây ngôi nhà các bác. Video của Feng Feng chia sẻ với các bác qua về cái ngôi nhà em nhỏ này, cập nhật thông tin cho các bác chia sẻ. Cũng mong quý khán giả cũng mạnh thường quân là có thể giúp được gì cho gia đình em này. 6 em này, em lớn thì đi lấy chồng, em con trai thứ hai ấy, thì đi cắt cỏ. Đấy, còn đâu ở nhà là còn mấy em nữa, còn 4 em nữa, 2 em gái với cả 2 em trai. Tối một em lớn với mà một em trai là ngủ ở trên này, rất là nguy hiểm, có thể rơi đến đây. Lấy kẹo cho em ăn đi nhá. Rồi, video của Feng đến đây là kết thúc rồi. Feng xin chào mọi người. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.